Các kinh nghiệm xuất khẩu nông sản, quy cách đóng gói bao bì, những lưu ý khi xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản là những nội dung được tập trung trao đổi tại hội thảo nâng cao năng lực xúc tiến xuất khẩu thị trường Nhật Bản cho các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực nông sản, vừa được Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, Trung tâm ASEAN Nhật Bản AGC và Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã phối hợp tổ chức. Trong những năm qua, Nhật Bản luôn là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Trong bối cảnh xuất nhập khẩu của Việt Nam với thế giới bị ảnh hưởng chung, thị trường Nhật Bản vẫn là điểm sáng khi duy trì được mức tăng trưởng đáng khích lệ. Năm 2021, tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Nhật Bản đạt 42,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,8% so với năm 2020. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản đạt 20,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,4%. Nhập khẩu của Việt Nam từ Nhật Bản đạt 22,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,3%. Đối với nhóm hàng nông thủy hải sản, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản năm 2021 đạt 1,8 tỷ đô la Mỹ, trong đó mặt hàng cà phê tăng 25,5%, rau quả tăng 20%, hạt điều tăng 39%, hạt tiêu tăng 56%. Một số mặt hàng hoa quả Việt Nam cũng chiếm thị phần lớn và ngày càng phổ biến trên thị trường như thanh long, xoài, dừa, vải. Về mặt cơ cấu hàng hóa, các mặt hàng hóa của hai nước mang tính bổ sung không cạnh tranh. Nhật Bản có nhu cầu nhập khẩu lớn nông lâm thủy sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng các loại, trong khi Việt Nam lại có lợi thế cạnh tranh lớn về các sản phẩm này. Việc Việt Nam và Nhật Bản đều là thành viên của ba Hiệp định Thương mại Tự do FTA song phương và đa phương, gồm Hiệp định Đối tác Kinh tế Nhật Bản-Việt Nam VGFTA, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện ASEAN-Nhật Bản AGCEP và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, đã tạo nên rất nhiều cơ hội và điều kiện thuận lợi cho mở rộng hợp tác giao thương giữa hai quốc gia trên nhiều lĩnh vực và đặc biệt là những triển vọng hợp tác cùng gia nhập chuỗi cung ứng của khu vực và thế giới.